Không. Hỏi sao bạn chưa chết? Bố xin mày. Chưa. Ơ chị ghi đi. Cầm giấy. Ghi gì bữa nay lát ở trên lát tự ấy mà ghi gì? Ghi ấy đi, ghi giải trình không? Ghi giấy nữa, trên lát ấy. Đó lát mà giải trình. Và lát giải trình hả? Chị giải trình nhá. Cái lúc mà xe mình đi về đây thì nó còn chiếu vậy. Không cần chấm không, nhưng mà phải giải trình. Không chấm công giờ ra chấm. Nhưng mà giải trình thôi, giải trình ở đâu? Trên lát. Rồi lát đi chị cho. Chị mày tính được không? Chị mày tính được không? Được. Quên được. Đây chị nhớ thử. Phải cuộc họp này, đốc này. Bay à? Quốc bay, quốc bay. Nơi làm việc? Việt Nam tiếng Việt đây. Không thể hiểu tiếng Việt. Đây tiếng Việt này, gì nữa? Hình như là quản lý văn phòng ấy sao? Đây à? Không, hình như là quản lý văn phòng. Văn phòng. Cái mỏ.